Đây mà dừng vào một chút nên là vẽ trong cầu bà vẽ trong cầu này cứ chùm nuôi để chùm tàu khai toàn thần nạc kỳ rì nâng á bà yeah. Nhóm chụp chùm mùi nâng kháng chùm chết đám phía tạch để chùm tàu đó kháng phía kháng trương khai tàu kháng ổ chùm bà tàu đó tiên nút chùm nếp tè hạt bỏ quạt bằng tay dừng mơ xùm liệt bằng phía bỏ quạt lên dìa chìa chùm chết phía tạch tà hời yeah. Bạn còn phải khai hay tiền thì cứ tiền sầm nạch ưu phư tăng bởi dù nằm hơi để quạt nâu tiền năng. Bà, nhưng khuyên thả quạt nâu tiền nụ khuyên miên tiền phần năng mến bần tay chỉ vật tập bỏ quạt bị bạc nà. Quạt thờ dọc, quạt dọc bộ lực cầm, quạt tiêm trong dây thả ca bỏ mô dọc thả vị ca chấm nô xếp tạ cách sầm nạp cổ xa bỏ quạt cứ tam là dạ ca tự đà bè phải chưa có đôi chia bà lai quạt đam nó không bây vì chưa đâu rồi nó và đầm bây dọc bà lai phải chơi tiếng ổn nó một lúc nó tạm tìm xa để quạt thả quạt đá không trong ngày đấy bà màn chia chiếc đọc của lô rồi nó và xâm nạp tự bè lại bè bà lai tiếng ổn nó do một lúc tập xa bà hơi quạt tiếng ổn ý cứ sắp tay chia sắp tay mềm mái và hai miền đã khôi xây mà nẹ nó còn miền phải đầy hai bên tay nộp tiền nắng bạn đại quạt rồi nâu mân chìa ọt bê tế vì chìa một chúm và chẳng hãy nhóm nó còn một miền tra anh ấy đấy cứ sầm lạp tàu pram của môi cô xa của nó bạn hơi nẹ khá quạt quạt như dây nhóm này dây phía xa mày sầm manh thọm nà tớ quạt quạt sẽ đạp bán phần tay quạt dây môi dương vĩnh quạt dây bàn khla khla và ai bàn tay này khla quạt dây cho bạc thêm một đòn đôi dây dây quạt pi nè nó quạt dây nó quạt thư linh lòng đời xa tay quạt che tập phía xa chuẩn chiết đàm phía tây bàn này quạt chỉ chuẩn chiết cường và chuẩn chiết cường ai sau một trẻ than nó không khai đoạt tận lại cái gì nấy cứ miên chuẩn chiết đàm phía tây miên bẩm bay chiết sạc và miên cường miên tum buôn miên nông miên trà rai miên ấy đi chờ nè bà miên bẩm bay bà miên bẩm bay hai nó có đông khai đoạt tận lại kỳ đi miên bởi chiêu bộ đoạn sở rộp tiền ốc và mang chỉ chiêng mùi xài nẹ bà nọc tì ní bởi tam là bài ca là bỏ lụ ạ bà khát của ta miên chiêng mùi xài nẹ bà nọc hai rồi bỏ quạt nâng cứ chỉ rồi bỏ á thị phía bẩm phót cứ bà nhà hà đầm năm cả xe ủ xà cảm và vì muốn quát miên tầm năm chia được biếp rút cái chiếc bây trừ phần tay ấy lâu ní đời xa tay ca áp về vọt ca về vọt xe tài cách tầm năm cả xe ủ xà cảm đôi chìa cà xú đôi chìa mở rách xoài chẳng tí thưa ôi bộ quát tờ thưa chìa chồng tờ thưa chìa ca mở cò và tờ thưa chìa chạc ca mở cò hơi nếu không chấm ca cà su bỏ cái quạt năm tầm năm đôi chân sần đáy tờ sọ rồi nón sần đáy cứ nấu tiền nuôi thêm đó và hai ở ní khi ông chop đi mà cái này nhưng hai khi ông tấu mà cái này tiết để tờ chụp chiều mùi nắng bộ quạt nâu lư cái này phun muối tại phun nước tiệp thì bạn ní đôi chia nhà mình lục phú để quạt nâu thì ní quạt có phía chân chuyện phía tây và con tay quạt ấy lâu quạt che áp quạt luôn quạt che và độc sạch và hơi hơi nâu nâu tiền luôn khi nhom xua tấu đèn nhẹ sạch đôi khumôi say chẳng hạn một nâu chỉ mùi pù tay như vậy phía xa cần lòng wow và ở che quạt che như vậy không ép bàn tay quạt một sáng nạn nâu riền và ấy lâu nó chuyên chiết phía tay cứ quạt một riền mà và quạt riêng nấu nông ti rôm khét quạt miền giả lan ở tên ní chẳng quạt một sản án nấu tẹp bóng bóng quạt đèn nấu chết bóng phật bà ní phú đời xa phú tàu tàu prey bạc hỡi chẳng nấu khu môi hay trong ngày nắng cư ngày tất ngày xâm ra hay chẳng bay chạy chị bán về nhóm ơi lùi dân tàu phú ở nắng anh ấy ơi tục ở phú khi nhóm được gọi khi nhóm ở khi nhóm rạp ở khi nhóm nhóm tàu chạy đại và chạy ở đại của quạt ở hiên đó liên đề chẳng bằng chúng ta anh ấy mồi nụ pu chạy đại trường mòn và nấy là tiệc và quạt hơi vậy lâu nếp tiệc này mồi
ແລະមានម្នាក់នេះគាត់គ្រួសារនេះគឺគាត់ចេះបដិបត្តិនេះសិនចាចាគឺបដិបត្តិសិនដាក់នៅក្នុងថងហើយអាចអាណាចាហើយខ្ញុំសួរថាចុះអ្នកមីងជាជនជាតិអីជាជនជាតិក្រឹងចាគាត់ខ្ញុំថាចុះអ្នកមីងហេតុអីបានជាចេះរបរនេះគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងសហគមន៍គេចេះតែបង្រៀន ដើម្បីថាឃើញលោតិចទៀតទៅការវិវត្តរបស់សង្គមលែងមានព្រៃឈើរុក្ខសម្រាប់ដើរបេះអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីបកអរបរមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នេះខ្ញុំទៅនឹងគាត់ទឹមការកូនហើយអញ្ចឹងនេះក៏ទឹមនេះគឺទឹមស្រាការកូនបាទគេហូបស្រាហ្នឹងបាទគាត់ការហើយប្រហែល 2 ថ្ងៃហ្នឹងមកទឹមការហើយគាត់ថារបរបដិសិទ្ធនេះគឺជារបរមួយគឺសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារគាត់ហើយឥឡូវនេះ គឺគាត់ទៅមករៀនដល់ព្រៃលៀបហ៎បាទសហគមន៍គេនាំមករៀនគាត់ពង្រៀនគាត់នៅព្រៃលៀបព្រៃលៀបនេះអូចាបាទព្រៃលៀបផ្លូវ 6A ហ្នឹងចាចាមកពង្រៀននៅទីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងខាងបដិសិទ្ធហ្នឹងតែបងហើយគាត់ថាផ្សិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាយុកាល 28 ថ្ងៃឬក៏1 ខែគឺបានផលហើយហើយផលរបស់វាក្នុងកតូងក្នុងអានេះហ្នឹងគឺ 6 ខែគឺដកចេញហ្នឹងបាទបាទនេះតើវាលេងទទួលបានហ្នឹងចាបាទហើយគាត់លក់ដូរគឺមកទីផ្សារបាទនេះខ្ញុំមកគ្រួសារមួយទៀតនៅឯណេះដែរនៅទីនេះគឺលោកយាយមួយនៅជាមួយនឹងចៅដែលក្នុងផ្ទះនេះគឺគ្មានអីទេបាទហើយគាត់ចេញទៅរកបេះអនុផលផ្លែឈើនៅខាងតាមព្រៃទៅហើយបាទនេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដេកនៅឥតនេះហ្មងការកាទេលទៅនៅស៊ីម៉ងហ្នឹងតែម្ដង បាទដែលជីវភាពរបស់គាត់គាត់ប្រកបមុខរបរតាមទម្លាប់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកបាទអញ្ចឹងទេជីវិតរបស់គាត់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំសាកសួរទៅឃើញថាគាត់រស់នៅទីនោះមិនមែនជាអ្នកធូរធីអីទេប៉ុន្តែអាចរស់បានបាទអាចរស់បានតាមរយៈការដាំដំណាំផ្លែឈើឬក៏ធ្វើជាកម្មករគេនៅក្នុងចំការកៅស៊ូ ពូនៅទីនោះមានចំការកៅស៊ូច្រើនណាស់ហើយកៅស៊ូនៅទីនោះដូចជាតម្លៃឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាដូចចុះបន្តិចមួយតោនហ្នឹងគឺមួយពាន់ប្រាំរយដុល្លារបាទពីមុនមួយតោនមួយតោនពីរពាន់ជាងបីពាន់ក៏មានដែរបួនពាន់ក៏មានដែរប៉ុន្តែប្រភេទ Grab គេហៅថាប្រភេទលេខមួយចា៎បាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅទីនោះកៅស៊ូកំពុងតែរីកដុះដាលច្រើនមែនទែន ហើយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកចំការកស៊ូខ្លះគាត់ថាកស៊ូរបស់គាត់ត្រូវបានគេថាមេរោគរាតត្បាតចា៎បាទមេរោគរាតត្បាតបាទនេះអ្វីដែលអាជីពរកស៊ីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយថ្ងៃនោះដែរខ្ញុំក៏បានចូលរួមធ្វើពិធីខាងនោះគេធ្វើពិធីសម្ពោធវិសុ 176 FM នៅខាងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងណាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការក្នុងពិធីសម្ពោធហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីនោះគឺមានលោកអភិបាលខេត្តមានរងមានប្រធានមន្ត្រីបាទដែលត្រូវទៅរួចហើយយើងចង់ស្ដាប់ខ្លឹមសារនៃការវិវត្តនៃការផ្សាយវិទ្យុនៅទីនោះ គេមានចានភាសាបាទមានចានភាសាគឺភាសាបកប្រែនៅក្នុងវិសុនឹងវាមានហៅវិសុផ្កាព្រៃចា៎បាទវិសុនេះគាត់មានភាសាក្រឹងទំពួនឡាវអង់គ្លេសបាទគាត់មានភាសាភាសារបស់គាត់នៅក្នុងវិសុនឹងដែលគាត់ត្រូវនិយាយឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ស្ដាប់បានចា៎បាទអញ្ចឹង នៅក្នុងខេត្តនេះគឺធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តនេះគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយទទួលបានព័ត៌មានពោះពីមុនគាត់គ្មានអីព័ត៌មានក្រៅពីនៅកណ្ដាលព្រៃឯងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកដល់ទីនេះពេលនេះបានគាត់ដឹងថាការវិវត្តរបស់សង្គមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងនាមជាជនជាតិដើមភាគតិច គាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលកិច្ចការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិកើតឡើងចឹង
bạn lúc ba khát có ban lực lang ngầm pi bờ vót này bờ tê tức đây khát đoạt thân hạ kia đi được bỏ lúc đời lúc ban lực lang lúc có chia chuyên chiết đang phiệt thạch này quát cho vài khát mến bần tay chỉ câu nó bỏ ai đồng ai đồng sai bụt thòng và ai đồng sai bụt thòng chẳng thưa ơi quạt miền một tận nạp phía thác khai quạt miền vị trụ chán này thưa ơi phải chưa bớt miền cài dột đằng và ai đam đoạn tay kia quanh đất của bạn lực lang nai tha panh ha ca tật tu ban po là miền bật cứ chưa phải giao mũi sầm rap ca phải vọt khuôn đó bọc phải chưa bớt đoạn tầng mùn po là miền miền giả nặng sầm khăn bồng phật ở vây cả đói có tiêm tia po là miền này sống bay tẻ nẹ rộng si có tiêm tia bỏ miền này bởi nẹ mình miên bỏ ra miền sao nẹ bỏ có chia lộ đô mình mang chìm nánh tê bởi nẹ đô lý còn nẹ thật đăng hang trên bỏ ra miền hang trên cho rồi còn làng này bởi nẹ rôk xì si múc ra bò đâm tầm lô còn nẹ thật đăng hang trên tìm xa đây nít chỉ bỏ ra miền chân rương tầm nẹ tầm lô bỏ ra miền rương cao tổ tôn bỏ ra miền đi cứ sầm khăn à mình men toàn tên nhập xa bò miên bán thư bò miên bán đi và chia bò rốt có thư bò miên bán này có bò rốt bò miên ôi nhạc xa bò miên này bùa nhạc xa bò miên mình ai tàu cướp tí cần lấy đôi ở quay đây và chia bò rốt còn nâu đừng mù thán thế của bê cái lá cổng vò bò chia bò rốt dưỡng ọt bàn đằng tại có bàn bò rốt mọi dưỡng bê cái lá rốt thấp thì bao ọt bàn đằng thái bò bôn và chia bò rốt nâu ai nia đạch trả giá cho nó bót nó mình đang chờ con lùm bà ấy là chú bê cái lá kì thứ ba bê cái lá tôi đã đòi bò miền mốc bạn đằng đặt tháp bị báo bạn lục đằng đang đuổi hãy chặt về thiên cả bạn ấy hãy chỉ bò ra miền phần tay sông còn mỗi bò ra miền lúc bầm pha cả bệnh ní về chỉ chấm nói bị sai môi sầm nạp từ tua bò ra miền từ ở kia mình men bò ra miền từ tua ban từ sầm nạp từ nhà thư bò miền này đi khi ông tàu khát rót tận nạc kiri cà phê mà sầm mình bà sẽ chăm dây đường tầng trái của tầng trái chỗ đấy bà đã khi ông có con này chúng bố hồ bà chưa bố đọt nếu khai đọt tầng nạc kỳ xong ổ con bình thường thêm tiền nếu bây giờ khi ông tự đo khai đi cứ bà chưa bố đọt gọt xoa cung chan mình tên hãy đo bọn mình chan mình tên hãy gọt bản lực là ngầm bí ti tăng đồng bọn đồng bọn gọt để cầm phục tại miền cao vì vọt bà to bà to đối chí này chỉ đồng bọn sẽ tự cách bí xe bà cầm hôn lộ nhà tìm hiệp rằng lục bản thư ti tăng cả lãnh viên dụng mùi đọt thống hay nâng tìm xa thì tiết nâng tìm xa nâng bài nô thảm tiết để phương ối cao vị vọt nô đọc bọn prum nền chết tầm miên ca vị vọt mùi thường ngày tầm mùi thường ngày bạc hơi chùm nói đầy dương trâu ca cây lùm o dương trâu rùm khá nha cả lãnh nát để mình lọ dương xông thua cặp sắp xa thăm mình lọ dương tớ đầm bấy dương cây lọ cây lọ cái lấy na đây khi ta việc cắt lá nó sẽ mất tập hoa lo hái dương dây thà lo tàu nên na cái lấy na đây ăn à cọ dương dây à cọ tàu đang bây giờ à tiếng lo tiếng cọ nó một xong kia chấm nói na để thư mình bàn chấm nói na để thư bàn ní dương người dương trong ở lựa lần chân bà sinh chia dương ăn vô à chấm nói chân lo bà hông một thư cả nam nàng priệp thiếp tự nâng à vây để lõ còn mình ai bà này chẳng lõ nâng có dương tới tay này dưới đầm bấy rốt plâu áp về vọt xâm rạp tế dương tầng mùi bà thay có ô côn chùm bố hồ tế xâm bèn tế xâm nạ ô tay rốt tầng nạ xâm bát để lúc bàn về đời khi nhầm tàu nó cứ gọt còn thật free rồi bay bật tốp free rồi bay bật tốp thằng nào tận nạ dập mạnh vô hồ còn gật thà nơi tên ấy cái bình chặt chìm mũi nâng xa bò miền hồng mì ha cái chỗ chặt ra đại gia dây bò miền tấu cứ thua ơi nghe xuống nông ca sẽ đạp bàn chân còn sông free nhưng tạm bạch free thế nhưng tránh được bán này ở cô này để bàn sẽ lành rộp án ít ở xa ca sẽ lành rộp án và hai bà sân dưới kì xa ốp xua tha kì thật bài chất nâng phì ở dưới ngay chẳng còn có thót ả nụ xào đi chứ mùi khổng chẳng màu
bà hơi có con nhà mình để nấu hàng của bông cha mẹ để cái tiêu một trong những plate mua nhà mình mà đây quạt ở chiều ba sẽ ca ấy quạt chui đập mơn một môi sợi để miền côn bằng bay khai hai nâng miền nông không tây làm khai côn plu nô môi sợi để chặn rễ chạm được tua nó hay trong tập hộp cái tiêu nấu của bông cha nâng nấu nấu chật ở tập bông không nâng để quạt chụp nhóm quạt khơi ói đập mơn riel ai đã ói đập mơn riel từ chơi liền cho môi khnì đây score trong tam tuần tốt lấy ao lui thay cái tiêu kia năng nô bà năng hay có con chấm po nhẹ nâu xà rót ẩm rệt bà nhẹ nâu ẩm rệt lục châu mây ly bà lục châu mây ly luôn nâu xà rót ẩm rệt California hay là lục châu mây hên lục châu mây hên lục chai chi liêng bà nhẹ tặng bay nước nâu xà rót ẩm rệt nâu California Opatom một hòn mía đầm bay chuẩn cây co chấm nuôn pi rồi mà phay là bàn tay mà phay là nó còn ao nhom mềm và pi rồi xem là bò tinh chạy chun là nhà cây co và hai nâng bong pro mà nhẹ tiết nâu khang poi pai thì nó còn nhà một toàn ban tạm vinh nhưng mà toàn ban ba cái để tha nhà mới xem là đối chuyện nè ở cây cỏ được gọi là na thế chạm mưa xuống quạt một thêm nhà một một quần mát hay quạt thắt đồ ở trong sạch mỏ bàn đập pi mền riêng bà khi nhóm từ tua bàn lấy cột viên hay bàn tay mình toàn bàn tập ba mình đang chỉ tập ba chênh chênh chạm nhóm tập sai tiệt nè bà tờ thế là mình cha cứ bị cầm hôn thuê phụ bát tập hiệp áp phá cha lục khát phục phê năng lục phê chia ví cha cứ cột bàn ô bà thấm tập bạ mở rơi đô la từ mình tìm về con thẻ bộ phá mở rơi đô la tiết từ đó chốn kê cỏ cha ô con đò lục khát phục phê năng bông phê chia ví cha bạc đại sao tại bê liệt bởi dương đò màu ông ta hai xong ô con chung bù hồ tù tè này chân để bàn tam đàn bò rà miên hóng biết tăng bị đào hồ đòi chọc vậy để khi ông ban lựa lang để bảo đảm để khi ông cho tàu khét cứ khi ông khơi bằng máy giống thang trắng còn mọi tụt tiền để chuẩn cất tàu tàu đó bài được khơi ta là o thế khơi là o giống thang là o khơi giống cọ giống thang cọ và hỏi chưa trẻ cho cứ dương tàu tài dốc bảo đảm miền tiếng ổn đi đảm bài thu gặp shop sai ở đằng thà ta khét na còn na cọt phứ ấy kha bị vót ấy kha ban ấy kha bị mua nó máy alo máy mà tập năng thế tụt tiền để chuẩn hai bờ miền ấy mò nhà xa mà bổ chun mà đầm bay dương dọc bờ miền đi côn đảo cay lòng o sông cung bỏ dương thằng ọc này bà nít chia sông cung khmer dương sông cung campuchia dương miền ấy cao bị khmer chui khmer đi bà chân sông nhà nơi bờ miền bất đầm bay dương chui sông cung bỏ dương thằng mùi ở côn trầm phù tư tên này chân đại bàn tam nan bờ miền tăng bị đam hồ đòi chọc ở côn trầm phù hợp chia bờ đọt bỏ dương thằng không nâng cao bờ tê đại tay tay đòi cả còn tôi nâng phù đo nơi chầm núi mù thoa sầm lạp chạy chun đó nhẹ để cây cỏ bất bờ cọt rứa có tâu cả hạ cung nâng ong ca cô ma cầm bìa bạn sầm lạp bên này chân trầm tiếng ở khnê sôm chầm điệp địa chụp khnê nơi thay sai bờ thọ tiền bà phù thằng ngày sai chầm tâu tâu dọc chầm núi tâu ơi khang cô ma cầm bìa nơi thực đây khát cầm vùng phứ nâu rồi xìl và cõi biết lại khi ông sai bỏ miền trọng và xâm lập bên ấy chứng chung tặng ở nơi sống chứng điểm đi.